Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh công tác triển khai thực hiện đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn ở thị trấn Bát Sát, huyện Bát Sát, một trong những địa phương thực hiện tốt đề án này. Nhưng trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng đến với tiểu mục Chất thải rắn sinh hoạt là gì? Hàng ngày trong quá trình nấu ăn, chúng ta thải ra một lượng rác đáng kể, trong đó có cả rác vô cơ. Thưa quý vị và các bạn, cùng với thành phố Lào Cai, thị trấn Sapa, huyện Sapa, thị trấn Bát Sát, huyện Bát Sát cũng là một trong những địa phương được triển khai thực hiện đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Sau một thời gian triển khai thực hiện đề án, việc phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt của bà con nhân dân ở thị trấn Bát Sát đã đạt được những hiệu quả thiết thực. Việc vệ sinh môi trường đô thị đã đi vào nền nếp, góp phần giảm tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra, ghi nhận của phóng viên chương trình. Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được triển khai tại thị trấn Bát Sát từ cuối năm 2016 và chính thức đi vào thực hiện từ đầu năm 2017. Theo đó, từ ngày 15 tháng 1 năm 2017, toàn bộ các hộ gia đình, các cơ quan, tổ chức ở 8 trên 11 tổ dân phố của thị trấn Bát Sát đồng loạt thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Trước đây, mặc dù toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt tại thị trấn đã được thu gom hàng ngày, nhưng chủ yếu xử lý bằng phương pháp chôn lấp. Từ khi đề án được triển khai tại thị trấn đã mang lại nhiều lợi ích, trong đó có lợi ích kinh tế, bởi nguồn rác thu gom từ việc phân loại sẽ được xử lý hợp lý, tái chế sử dụng phục vụ đời sống và lợi ích xã hội, góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Đối với địa bàn thị trấn thì có 11 tổ dân phố, thì bắt đầu thực hiện thì thị trấn thực hiện từ cuối năm 2016 thì đưa ra là 8 tổ dân phố. Đề án phân loại rác thải phục vụ tốt cho thị trấn Bát Sát, thực hiện tốt cái công tác văn minh đô thị. Mặc dù mang lại nhiều lợi ích như vậy, nhưng để tạo ra thói quen thực hiện của người dân không dễ. Để làm được điều này, ngay từ khi bắt đầu triển khai, đề án đã được các cấp ngành vào cuộc chỉ đạo thực hiện, tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết thực hiện phân loại rác tại nguồn, mua và sử dụng thùng rác theo quy định, lồng ghép trong các buổi họp của tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền, các cấp hội còn khuyến khích người dân thực hiện tái chế, tái sử dụng rác thải, cũng như tự xử lý rác dễ phân hủy để giảm khối lượng rác thải đưa lên xe rác, giảm sự quá tải về công suất xử lý cho nhà máy xử lý rác thải, giảm chi phí xử lý rác thải của địa phương cũng như giảm ô nhiễm môi trường. Điển hình như tổ dân phố số 4 thị trấn Bát Sát, toàn tổ có 108 hộ dân nằm trên 4 tuyến đường chính là Hoàng Liên, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo và N3. Với số hộ dân đông, nhưng tổ dân phố số 4 luôn là tổ dân phố kiểu mẫu, đi đầu trong tất cả các phong trào, hoạt động của thị trấn. Đặc biệt, việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại đây được tổ dân phố triển khai thực hiện rất tốt với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Qua công tác tuyên truyền, vận động thì bà con là nói chung đã mọi người đã hiểu. Và cái nội dung tuyên truyền của chúng tôi thì các cái văn bản của trên cũng như là các cái tờ rơi của thị trấn, rồi là... tuyên truyền ở trên loa truyền thanh cũng như là trong các cuộc họp để thấm đến người dân, và đồng thời chúng tôi cũng sáng tác một số các bài thơ vui về phân loại rác thải đấy, các cuộc họp lại đưa ra đọc, thì nói chung là bà con này người ta thấm dần hiểu dần, và cho đến hiện nay, đến thời điểm này đấy, là cái việc phân loại rác thải của tổ dân phố 4 phải nói là một trong cái tổ là đi đầu và thực hiện có hiệu quả tốt ở trong của thị trấn.
được mọi người đồng tình ủng hộ. Trong quá trình thực hiện thì thị trấn song song với công tác tuyên truyền thì có những hình thức như là trên hệ thống loa truyền thanh này, phát hành các tờ rơi, các thư ngỏ đến với con nhân dân, mà có cả các phóng sự, đặc biệt là đưa các phóng sự đến tận tổ dân phố tuyên truyền cho bà con nhân dân. Thì trong quá trình thực hiện rất là nhanh, từ cuối năm 2016 và đầu năm 2017 đến nay thì cái kết quả đưa lại được đó là công tác phân loại rác thải đối với bà con nhân dân đã hiểu được, bà con nhân dân đã hiểu được cách thức của cách phân loại rác thải vô cơ, hữu cơ, mà song hành đó là bà con biết được đó là rất là tốt, đó là bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, xanh sạch đẹp gia đình, xây dựng các tuyến phố văn minh, song hành đó là cái công tác xây dựng năm trật tự văn minh đô thị. Đến nay cơ bản người dân đã hiểu về tầm quan trọng của chương trình và cùng hưởng ứng thực hiện. Chương trình đã đi sâu vào nếp sinh hoạt hàng ngày của người dân. Tại hộ gia đình ông Nguyễn Đức Hiệp, tổ dân phố số 4 thị trấn Bát Sát, rác thải sau khi chế biến thức ăn đã được ông phân chia thành hai loại, gồm rác hữu cơ và rác vô cơ. Với rác vô cơ như bao nhựa, ni lông, vỏ chai được ông thu gom vào một túi riêng. Còn rác hữu cơ như thế này được ông bỏ riêng vào một túi khác. Việc làm của ông Nguyễn Đức Hiệp chính là thực hiện phân loại rác tại nguồn ngay trong các hộ gia đình. Không chỉ hộ ông Hiệp mà nhiều hộ dân khác tại tổ 4 thị trấn Bát Sát cũng đang thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn. Đây chính là kết quả rõ nét nhất của việc triển khai thực hiện phân loại rác tại nguồn ở thị trấn Bát Sát trong thời gian qua. Cái thực chất cái phân loại rác này thì nó không gây khó khăn cho gia đình vì nó cũng dễ thôi. Tức là chúng ta chỉ có thêm một cái động tác là chúng ta là phân làm hai loại. Thế trước kia thì chúng ta làm thành một, thì bây giờ phân làm hai loại. Mà phân loại này thì thực chất là nó để đảm bảo được cái vệ sinh môi trường, tức là cái rác không loại nội mà sau khi để cho công ty môi trường người ta vận chuyển, người ta đi tiêu hủy, cũng đấy là cũng là một cái để tạo điều kiện cho môi trường người ta làm việc nó sẽ được tốt hơn. Đồng thời là cũng là tạo ra được cái môi trường xanh sạch đẹp. Gia đình thì nói chung là biết nó cũng là được cái nó sạch sẽ. Và rất là thấy cái chủ trương, cái đề án này là rất là hiệu quả và thiết thực cho cái môi trường và trong cuộc sống của mỗi gia đình. Cùng với đó, phương thức tổ chức thu gom rác sinh hoạt trong dân và các cơ quan đơn vị được Xí nghiệp Môi trường Bát Sát luôn bố trí xe thu gom theo thời gian xen kẽ. Qua đó, không để rác ứ động tại các hộ dân, tại khu dân cư, đảm bảo môi trường sống trong sạch. Đồng thời, nhân viên thu gom rác cũng tuyên truyền thường xuyên, liên tục cho người dân trong những lần đi thu gom rác để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về việc phân loại rác thải tại nguồn. Xí nghiệp Môi trường Bát Sát kiên trì tuyên truyền cho bà con ở các tổ dân phố cũng như là làm tốt về những các cái việc mà thu gom phân loại thì rác vô cơ và hữu cơ, và kết hợp với các tổ dân phố và ủy ban dân thị trấn thì là tỷ lệ phân loại đã được hơn 80% thành cái nếp, cho nên là công nhân đi thu tác nghiệp trên tuyến rất là thuận lợi. Từ những kết quả bước đầu đạt được và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo của huyện cũng như ban chỉ đạo đề án của thị trấn đã đề ra nhiều chương trình, hành động để tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân, đồng tình tự giác thực hiện. Hiện tại nên là cái công cụ để phục vụ cho cái đề án phân loại rác thải đó tại hộ gia đình là đang gặp khó khăn, thì ban thị trấn đợt tới sẽ nghiên cứu hỗ trợ cũng như là xã hội hóa về công tác đó là sắm cho mỗi gia đình hai thùng rác vô cơ và hữu cơ mà có hình ảnh cụ thể niêm yết vào đấy để các hộ gia đình nó nắm được cũng như là để nó thành một cái nếp sống văn minh trong tổ dân phố. Có thể nói, thị trấn Bát Sát là một trong những địa phương thực hiện nghiêm túc việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn theo đề án của tỉnh. Việc làm này không quá khó, song phụ thuộc nhiều vào ý thức của người dân mà không phải địa phương nào cũng làm được. Thiết nghĩ, mỗi người dân cần nâng cao ý thức hơn nữa trong việc phân loại rác thải, góp phần chung tay giữ gìn môi trường luôn xanh, sạch, đẹp, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.